老板您好，让我介绍一下，我叫阮慧山，我今年21岁，我身高1.74米，我体重63，我高中毕业，我还没结婚，在越南我是工人，我想来台湾上班赚钱帮助家庭，我不怕辛苦，我介绍好了，谢谢老板。Sẽ sẽ lo bạn. Em đã sang Đài Loan lần nào chưa? Dạ chưa. Em có người thân bên Đài Loan không? Dạ không. Sang bên Đài Loan làm việc có sự có phát sinh, em sẽ tìm ai giúp đỡ? Dạ em tìm môi giới ạ. Em. Sẽ lo bạn.